Chào mừng các bạn đã trở lại với Mèo Hay iOS và Android. Thì hôm trước mình có làm một cái video hướng dẫn các bạn cách gia cắt iOS 6 và cài YouTube cho iOS 6. Nhưng mà vào những ngày cuối tháng 3 vừa rồi, cuối tháng 3 năm 2022, thì YouTube có những cái động thái rất là mạnh mẽ để ngăn chặn cái ứng dụng YouTube VAN đó các bạn. Thì YouTube thay đổi cái thuật toán của mình. Thì điều này cũng ảnh hưởng tới những cái cách feed của YouTube trên những cái phiên bản iOS cũ. Ví dụ ở đây mình lúc trước á, cái thời điểm mà mình làm cái video ra đó, cái iOS 6 đó, thì YouTube trước đó nó hoạt động bình thường, nhưng mà thời điểm hiện tại nó đã feed đi cái cách feed cũ rồi. Thì bây giờ hiện tại iOS 6 mà chúng ta sử dụng cái cách cũ thì chúng ta sẽ không có thể xem được video nữa. Thì khi mà truy cập vào thì nó báo là lỗi khi tải, nhấn để thử lại đó. Thì hôm nay mình làm video này để hướng dẫn cho các bạn cách để có thể viết YouTube trên iPhone 4S chạy iOS 6.1.3, cái phương pháp mới nhất vào tháng 4 năm 2022. Thì cách viết này cũng khá là đơn giản, các bạn có thể làm trực tiếp ở trên iPhone hoặc là làm ở trên Powtoon đều được. Thì trước tiên mình sẽ làm trên iPhone cho các bạn xem thử nha. Thì trên iPhone thì các bạn giữ nguyên vào cái ứng dụng YouTube nó bị lỗi ở cái link trong cái video trước mình đã đưa cho các bạn đó. Thì khi mà mình tải về, chúng ta tải về nó sẽ có những cái thư mục như vậy nè. Các bạn cứ làm theo cái video lúc trước đó để cài cái ứng dụng YouTube này vào. Thì nó bị lỗi lúc này thì chúng ta mới xử lý. Bây giờ chúng ta sẽ vào CDA. Và các bạn cài cái iFi vào nhé. Thì các bạn cài cái iFi này, iFi này nguồn của CDA.vn ha. Thì khi mà cài rồi thì iFi nó xuất hiện trên màn hình chính đây. Thì bây giờ chúng ta mở iFi lên. Thì khi mà các bạn mở iFi lên thì nó nằm ở cái giao diện như vậy này các bạn, nằm ở mobile. Thì chúng ta sẽ mở application. Thì ở đây là bốn cái thư mục này, nó tương ứng với bốn cái ứng dụng đang cài trên máy của mình đó. Thì bây giờ mình sẽ tìm từng cái ha, để mình sẽ tìm được cái YouTube ở trong này. Đây nè, các bạn tìm cái thư mục nào mà nó chứa cái YouTube app nè. Các bạn mở YouTube app. Mở cái YouTube app lên nha. Rồi, vuốt xuống. Các bạn vuốt xuống tìm cái file info.clip. Đây. File info.clip nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào và mở vào trình xem văn bản. Rồi, lúc này chúng ta sẽ chỉnh sửa cái phiên bản nha. YouTube để có thể cho YouTube nó hoạt động bình thường lại. Thì ở đây trước tiên chúng ta sẽ chọn vào nút sửa trên này nè các bạn, bấm vào nút sửa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vuốt nè. Bạn thấy ở đây không, để YouTube là 10.11.1156 nè. Bây giờ chúng ta sẽ sửa cái dòng này nha. Ta xóa cái này đi. Các bạn sửa lại thành 16.37.3 cho mình nha. Đó, 16.37.3. Rồi bấm xong. Rồi chưa xong đâu nha, chúng ta sẽ kéo xuống nữa. Rồi ở dòng thứ hai nè, CF Binder Shop Version Trinh nè. Chúng ta cũng sửa thành cái 16 ở trên đó nha các bạn. Rồi, xong. Rồi chúng ta rút xuống tiếp. Ở cái dòng CF Binder Version này các bạn, nó đang là 14.4.7 nè.
thì chúng ta cũng sửa thành 16 luôn. Rồi, sau khi sửa xong thì bấm vòi xong. Lúc này chúng ta bấm lưu. Rồi, xong. Giờ chúng ta thoát ra ngoài nha. Rồi thì chúng ta mở cái đa nhiệm lên và tắt cái ứng dụng YouTube đang chạy ở dưới nền đi. Rồi bây giờ mình vào lại YouTube nha. À, các bạn mở lại nha. Lúc đầu tiên thì lúc nào nó cũng báo lỗi như vậy đó các bạn, nhưng mà mở lại một vài lần thì sẽ vào bình thường ha. Đó. Đó, như các bạn thấy thì bây giờ nó đã lót được cái những cái video rồi nè. Mình sẽ bấm thử cho các bạn xem. Đó, YouTube vẫn chạy nền được luôn nha các bạn. Thì ấy chơi như cái thử gì đó. Nhưng mà ai làm mất những con mèo nè, hãy mang chúng vào nhà. Ở cái YouTube này các bạn sẽ có một cái hạn chế, đó chính là chúng ta không thể tìm kiếm được. Ví dụ đây mình tìm nè, đó thì nó sẽ không có đưa ra kết quả được. Thì hiện tại cách feed này chúng ta chỉ có thể feed và nghe xem video bình thường, vẫn có thể nghe nhạc, tắt màn hình, chạy nền được. Nhưng mà một cái hạn chế của nó là không thể bấm tìm kiếm được. Hiện tại mình cũng chưa có cách để khắc phục cái vấn đề này. Nên các bạn sử dụng cái YouTube này hiện tại chúng ta sử dụng để phục vụ cái nhu cầu chúng ta cho nó kêu bằng là chống cháy hay các bạn. Chứ bây giờ hiện tại thời điểm hiện tại chưa có cái phương pháp để khắc phục hoàn toàn cái cách feed YouTube cho iOS 6.1.3 này. Thì khi nào mà có được cái những cái phương pháp mà khắc phục một cách hoàn hảo được cái YouTube giống như lúc trước thì mình sẽ lên video để hướng dẫn các bạn cách xử lý nha. Thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ feed YouTube trực tiếp ở trên cái iPhone bằng cái ứng dụng MyFi. Còn nếu mà bạn muốn feed YouTube bằng trên máy tính thì chúng ta sử dụng Bluetooth nha. Thì trước tiên cắm iPhone vào Bluetooth. Rồi thì ở trong cái giao diện này chúng ta sẽ chọn vào phần file. Ở trong phần file này các bạn chọn tới file system nha. Đây file system. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn tới cái còn một cái vấn đề nữa. Khi mà nếu mà máy của các bạn á cắm vào bao tôi mà nó không có hiển thị cái file system này nè thì các bạn truy cập vào CIA. Các bạn cài cho mình một cái feed nó có tên là Apple File Conduit 2 nha. Các bạn phải cài cái Apple File Conduit 2 này nè thì nó mới cái đập được những cái file system ở trên cái Bluetooth. Rồi thì khi mà chúng ta cài cái Apple File Conduit vào thì sẽ có cái file system này và chúng ta sẽ truy cập vào cái đường dẫn để tìm tới chỗ ứng dụng YouTube để feed đó. Thì cái đường dẫn nó ở đây nè các bạn, Watch Mobile nè, Application nè. Đó thì ở đây mình cũng tìm tới y chang như vậy, Bat nè, Mobile Application. Đó thì ở đây nó ở trên cái Bluetooth nó tiện lợi hơn ở trên cái iFi. Trên iFi nó không có hiện tên của ứng dụng ra, chúng ta phải tìm từng cái, còn trên Bluetooth nó hiện tên ra này các bạn thì chúng ta biết cái chỗ nào là YouTube thì chúng ta mở. Rồi thì mở rồi cũng mở tiếp YouTube app thì các bạn cũng kéo xuống để tìm cái file info.lit giống như trong iFi vậy ha. Đây info.lit nè, chúng ta mở nó ra thì cũng y chang như trên iFi đó các bạn. Các bạn sẽ sửa những cái phiên bản nó thành cái 16.3 37.3 như hồi nãy mình sửa trên cái iFi đó. Đây nè các bạn tìm tới những cái có cái số như vậy nè để sửa thành cái 16.3 7.3 thì YouTube nó sẽ hoạt động được bình thường nha các bạn. Thì bạn nào muốn feed lỗi trên trực tiếp trên iFi thì iPhone thì cài iFi vào và rồi feed, còn không thì cắm vào Bluetooth và làm cho nó có màn hình lớn thì chúng ta sẽ bấm nó dễ hơn. Rồi
Thì khi mà fix lỗi này xong thì xem như chúng ta có thể sử dụng được YouTube trên iOS 6 lại được. Nhưng chỉ có một cái hạn chế là không có tìm kiếm được. Đó thì cách này thì chúng ta cũng nói chung là cũng dùng xài được bình thường thôi. Tìm kiếm thì mình cũng không sử dụng nhiều trên cái iPhone 4S này đâu. Thì tùy theo các bạn ha. Thì chúng ta áp dụng cái cách này để fix lỗi cho YouTube trên iOS 6.1.3. Rồi, thì khi nào mà mình tìm ra được cái cách fix lỗi YouTube trên iOS 6 này mà khắc phục được cái vấn đề tìm kiếm thì mình sẽ lên một cái video tiếp theo để hướng dẫn cho các bạn cách xử lý nha. Còn bây giờ thì video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hữu ích thì cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh phát triển và hoàn thiện hơn nữa. Rồi, cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại.